sư phụ đừng có đi cái đường này. Con thấy sư phụ chuẩn bị đi nè. Sư phụ đừng có đi cái đường này. Hãy thả những người con từng bắt và đưa họ về đoàn tụ gia đình. Dạ sư phụ, con làm liền. Tại sao nửa đêm thanh vắng mà thí chủ lại ở đây? Tôi đi tìm một thứ rất quan trọng. Đi sư phụ. Tới rồi. Tới rồi. Cô nương à, ở đây là nữ nhi thôn, chắc là nhiều nữ nhi xinh đẹp lắm hả? Cái con heo này suốt ngày chỉ biết mê gái thôi. Sư phụ coi kìa. Nè đại sư huynh, đại sư huynh nói vậy là không đúng rồi đó. Đó là bản chất của nhị sư huynh mà, để có khác gì đâu. Thôi được rồi các con. Xin giới thiệu với các vị, đây là nữ nhi thôn. Cái thôn này có một điều rất là đặc biệt là chỉ có nữ nhi thôi, chứ không có nam nhi. Các vị là người đầu tiên đó. Nữ nhi thôn, cô nương đẹp như vậy, chắc là nữ nhi ở đây cũng đẹp lắm. Các vị quá khen. Thật ra thì còn có những người đẹp hơn nữa. Kìa bên kia kìa, có ba cô gái xinh đẹp đang đứng đó đó. Đúng đó. Đó, đẹp thiệt. Xin chào thôn trưởng. Xin chào thôn trưởng. Chào mấy chị em. Đây là khách mới của chúng ta. Mà thôi, trưa rồi mấy chị em đi đâu vậy? Về lo coi cạo râu rồi cắt móng tay đồ lại đi. Tối còn tiếp khách nha. Dạ. Tụi em đi. Đi. Về thôi. Đi. Trời đất ơi. Ủa, sao chưa đi nữa? Tiểu nữ cũng muốn được gả chồng. Lâu rồi thôn chúng ta mới có những trưởng lão dễ thương như vậy. Thôi. Trời ơi, chồng hoài à. Người ta muốn chồng thiệt người là kỳ. Người gì xấu mặt luôn à. Ta thấy thật với người đó. Ê, vị sư huynh, kỳ quá, cần gì nói thẳng mặt như vậy chứ? Thật ra mọi người thấy vậy thôi, chứ lúc trước á, ba người đó là ba người xinh đẹp nhất thôn này đó. Dịu dàng và đảm đang lắm. Nè, ở đằng kia, thấy không? Mọi người thấy hai cô nương đằng kia không? Họ đang vui đùa, tát nước với nhau kìa. Đừng mà. Trời ơi, chứ kỳ quá à. Tại sao lại như vậy? Thật ra thì chuyện cũng dài dòng lắm. Thôi bây giờ mà mọi người vô trong rồi ạ, mình sẽ nói chuyện sau nha. Được. Đi rồi, sư phụ. Chúng ta đi. Đi sư phụ. Sư phụ. Sắp được gặp cái đẹp rồi. Sư phụ cẩn thận. Ê, tại sao lại có chuyện uống nước từ nguồn suối đó chảy xuống thì nữ nhi lại biến thành nam nhi chứ? Ôi, nhưng mà trong khi lúc nãy nhị sư huynh tôi uống nước như là một con heo vậy, tại sao không biến thành nữ nhi? Nhưng mà để nói đúng. Sao mà sai được? Tại vì mọi người là nam nhi thì uống cái nước đó vào đâu có tác dụng gì đâu. Đúng. Vậy là sao? Vậy tại sao cô nương uống nước đó mà không thành nam nhi chứ? Đúng luôn. Bớt sang đi con heo kia. Thật ra thì như vậy, từ thuở nhỏ tôi đã có thói quen là phải uống nước mưa, mà đặc biệt là nước mưa phải đun sôi để nguội. Nhưng mà dạo gần đây tôi chán uống nước mưa rồi, chỉ uống nước dừa. Vậy có cách nào có thể giúp cho mọi thứ trở lại bình thường được không vậy thôn trưởng? Có thì cũng có. Tôi có nghe nói là ở phía xa xa bên kia dãy núi á, có một cái loại nước gọi là nước thần. Nhưng mà pha với cái nước ở làng của chúng tôi, mọi người uống vào sẽ trở lại bình thường. Vậy sao cô nương không lấy nước đó cho mọi người uống đi? Đúng vậy. Tôi đã đi rất là nhiều lần rồi, nhưng mà không có lần nào tới được. Bởi vì con đường từ đây đến ngọn núi kia rất là nguy hiểm, mà rất là xa nữa. Mà nữ nhi như chúng tôi á, không thể nào đi tới đó được. Vậy thì ở đâu để bốn thầy trò của chúng tôi giúp cho? Sư phụ.
Nếu mà lấy được nước thần đó, các vị muốn gì tôi cũng đền đáp. Đền đáp kìa bác giới. Đền đáp không? Cái vụ đền đáp này được. Sư huynh khoái lắm. Trưởng lão à, đường đi tới cái giếng xa xôi nguy hiểm lắm, nên là tôi đã đi tới đó nhiều lần rồi, rút được kinh nghiệm vẽ lại cái bản đồ này, nên mọi người cầm lấy. Để tôi. Vị sư huynh thiệt là. Cẩn thận. Bản đồ gì mà xấu bà cố luôn à. Cứ lanh chanh là giỏi. Cô đứng. Cô đứng đừng có giận mà. Ta sẽ đi tìm lọ nước thần cho cô nương mà. Tam sư đệ, ta đi nghe. Lên đường bình an. Sư phụ, sư con đi. Con đi. Cô nương xinh đẹp, tôi đi nghe. Còn các cô, thôi bỏ đi. Đi đại sư huynh. Đừng có giận nữa mà, đi. Đi thôi. Kỳ quá à. Các con đi mau đi rồi về. Đừng ở đây, đây. Nghe chưa, đi. Cẩn thận. Nhị đại sư huynh đi đường cẩn thận nha. Mấy cô xinh đẹp. Dạ. Mấy cô ơi, cổ vũ nhị đại sư huynh của ta đi. Cổ vũ nào, cố lên nghe. 1, 2, 3. Cố lên. Cái gì mà yếu quá vậy, mạnh lên. Cố lên. Đúng rồi. Đại sư huynh. Bác giới. Ta đang trên đây nè. Đại sư huynh, nhảy xuống đây đi. Đây nè. Đúng là rảnh thiệt á, không đi đường này đi đường đó chi vậy? Có chuyện gì vậy bác giới? Đại sư huynh, chính là cái giếng này. Theo bản đồ nè, y chang luôn á. Sao quanh đây không có ai hết vậy? Hay là mình nhảy xuống đây kiếm đi đại sư huynh. Ta đâu có biết bơi đâu. Có ai dưới không ta? Có ai không? Có ai ở dưới không vậy? Mọi chuyện là như vậy đó. Ta chờ ở đây lâu lắm rồi. Sao không biết tụi tôi tới đây mà chờ? Mày điên hả? Ai chờ tụi bay? Vậy chứ ông chờ ai chứ? Ta chờ cha ta. Nếu như mà cha ta tới đây á, thì ta đã cùng với cha di cư đi nơi khác rồi. Các ngươi mãi mãi không bao giờ gặp được ta đâu. Cảm ơn cha ta đi. Cảm ơn cha. Con lợn này mày điên à? Cha ta bỏ ta đi mà mày cảm ơn. Mày cảm ơn hào hứng như thế hả? Ai biết. Sao lúc nãy ông kêu cảm ơn? Cảm ơn trong sự tức giận. Được. Vậy hả? Cảm ơn. Quay mặt ra đây cảm ơn lại coi. Cảm ơn. Đúng rồi. Phải vậy chứ. Tình cha ân áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu. Bài này ta cũng biết hát. Tào lao. Ta đến đây để lấy lọ nước thần đó. Các ngươi tới đây để lấy lọ nước thần đúng không? Đúng đó. Lọ nước thần đâu? Đây, nước đây. Đưa đây. Nước thần chứ có phải là nước kênh, nước cống đâu mà các ngươi muốn lấy là lấy hả? Vậy thì làm sao mới đưa lọ nước thần cho ta? Nếu các ngươi muốn lấy nước của ta đó, thì các ngươi phải vượt qua thử thách. Thử thách gì? Ông nói đi. Hãy đối lại câu đối sau. Cúc dục
ân thâm đông hải đại. Để đó đi. Ừ. Sinh thành nghĩa trọng hải ân cao. Ờ, đối xong rồi đó. Ừ. Tao mêu. Mày nói đối phải nói người nào đối chứ. Đúng vậy à. Câu đó là ta tự đối. Còn bây giờ các ngươi hãy đối câu đối sau đây. Đại đại đại. Tiểu tiểu tiểu. Đại tiểu đại tiểu. Tiểu đại đi. Ừ, nghe ông nói muốn đại tiện luôn à. Bây giờ ông có đưa lỗ nước thần hay không? Có chết tao không đưa cho các ngươi đâu. Tìm đi. Không biết ở đâu nữa. Lên. Lần này uống là trở thành nữ nhi đó. Tốt lắm đó. Uống đi. Mọi người cứ từ từ đi, ai cũng sẽ có phần mà. Phải đâu, đúng rồi. Từ từ nghe. Sao rồi? Ủa sao thấy bình thường vậy? Thấy bình thường à? Để coi. Ui, sao kỳ vậy? Nè, xuống thử. Sao rồi? Mọi người bình tĩnh đi. Sao, thấy sao? Bình thường vậy? Đại sư sao vậy? Hay là mọi người đã nhầm thuốc giả rồi? Đại sư huynh bình tĩnh. Đại sư huynh. Đại sư huynh. Bắt giới đuổi theo sư huynh. Đại sư huynh. Đại sư huynh chờ đợi. Chờ để. Thôi khỏi đi, để ở lại với sư phụ. Sư phụ ha. Đại sư huynh. Ông già kia dám giỡn mặt với tôi hả? Mệt quá. Con khỉ kia, ta không thích giỡn mặt với những ai ăn cắp vặt. Thôi mà, ông hãy ban lọ nước thần trả lại nhan sắc cho mấy cô gái kia có được không? Ta không ăn cắp nhan sắc của ai hết. Ngươi nhìn mặt ta đi, đẹp như thế này rồi cần gì ăn cắp nhan sắc của ai nữa. Thôi được rồi, đừng nhiều lời với hắn nữa. Để ta cho hắn một bài học. Đọc lại câu đố hôm bữa đi. Được không? Làm hết hồn à? Đại đại đại. Tiểu tiểu tiểu. Đại tiểu đại tiểu. Tiểu đại đi. Thôi đừng có đố gì nữa trơn á. Ta đói bụng bà cố luôn rồi đây nè. Hai người ở đây đi, ta đi kiếm cái gì ăn đây. Khoan. Cha. Cái gì vậy? Tại sao cha bỏ con đi? Cha có biết là con chờ cha gần 100 năm nay không? Vậy là sao? Phải đâu. Đại đại, tiểu tiểu. Đại tiểu, đại tiểu, tiểu đại đi. Bây giờ ngươi ở đây đi, để ta đi kiếm gì ăn. Đó chính là câu nói trước lúc cha ta bỏ rơi ta, và cũng là vế sau của câu đối. Bây giờ ta đã biết cha ta đi đâu rồi. Nước thần đó các ngươi xài đi. Cha ơi, tại sao cha đi ăn bỏ con? Hãy
Các vị trưởng lão à, tôi thay mặt cả thôn gửi lời cảm ơn đến các vị. Nhờ mọi người mà bây giờ thôn của tôi đã trở lại bình thường rồi. Ê, trưởng thôn, trưởng thôn là sao? Giết người ấy lộn, giết người là nhiệm vụ của chúng tôi. Trưởng thôn không cần nói như vậy đâu. Sa sư đại, để nói gì vậy? Đây là công của ta với đại sư huynh mà. Để xàm quá. Để cũng thấy để xàm. Thật ra thì trong chuyện này á, mỗi người đều có cái công, không ít cũng nhiều. Nên là trước khi mọi người lên đường á, thôn chúng tôi muốn mời mọi người một bữa tiệc để thay lời cảm tạ. Sắp được ăn rồi. Đa tạ thứ trưởng. Suốt ngày lo ăn không à.
Chị rất nhiều vì đã giúp đỡ thôn chúng tôi. Thay mặt cho cả thôn, tôi chúc cho mọi người lên đường bình an và sớm thỉnh được chân kinh. Bình tăng cáo từ. Chúng ta đi. Đại sư huynh, đi thôi. Đi thôi sư phụ, đi. Mời sư phụ. Chúng ta lên đường. Bây giờ phải chào tạm biệt các cô rồi. Tạm biệt. Sa mệt quá. Qua bên kia nghỉ đi sư phụ. Đi sư huynh, đi nhanh lên, đừng có lười biếng nữa. Giới, còn có sao không? Bắt giới, vị sư huynh, bắt giới à? Vị sư huynh à? Vậy là sao? Ôi, không biết nữa. Bao khó khăn ta vượt qua.